thấy nha. Câu 23 nói như thế này. Đây. Đây đó, đề bài là sẽ vẽ ra. Đây là H nè, C nè, tính cái đoạn CH này chấm hỏi. Đây là chữ A nè, đây là chữ B nè. Đó. Đây là góc 60 độ nè, đây góc 30 độ, và cái khoảng cách từ đây tới đây là bao nhiêu mét ạ? Đó là 30 mét, được chưa? Thì ở đây nè, để giải quyết được bài này, các bạn tập trung vào cái đoạn CH là một và cái đoạn AB, ok chưa? Thì dễ nè, nhớ có góc nè, trong tam giác vuông này, trong tam giác vuông thì bạn nhớ đến trong tam giác vuông, mà có góc thì bạn nhớ đến sin cos tan cotan. Sin đi học có khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây, được chưa? Tiếp theo rồi bắt đầu bạn tập trung nè, cái góc là sẽ xét cái tam giác HBC trước, xét cái tam giác HBC vuông tại đâu ạ? Vuông tại C, thì cái góc này nè, cái góc này có thì cái cạnh này gọi là cạnh đối nè, cái cạnh dài này của tam giác này gọi là cạnh huyền nè, cái cạnh này gọi là cạnh kề. Thì các bạn tập trung vào cạnh đối và cạnh kề. Tại sao phải dùng cạnh kề? Bởi vì nó liên quan cái đoạn AB. Vậy đối kề, đối huyền, kề huyền, đối kề đây, vậy dùng tan. Vậy tan cái góc B, các bạn cố gắng viết này ba chữ nha. Bạn đối là HC chia BC. Từ đây suy ra nè, vậy chuyển thằng này qua đây, chuyển thằng này qua đây, vậy BC sẽ bằng HC chia tan góc B. Ổn chưa? Tiếp tục ta cũng xét cái tam giác chứa cái góc A này, đó là HAC vuông tại C. Thì ta có nè, cũng dùng công thức. Đây, góc 30, vậy đây là đối nè, đây là kề nè, vậy dùng công thức tan góc bằng HC chia cho AC. Vậy từ đây AC sẽ bằng HC chia tan góc A. Được chưa? Và các bạn nhìn vào BC và AC, thì có phải AC trừ đi BC có phải ra AB không ạ? À? Ta có AB. Các bạn thông cảm chờ lại chút xíu nha, hết mực nha các bạn. Ta có AB bằng AC trừ BC. Rồi, các bạn ráp vào. Cái này 30 nè, bằng nè. Sau đó đây nè, ráp vô đây. B đây, AC ráp vô đây, vậy là HC chia cho tan góc A trừ BC đây, ráp vô đây, vậy là HC chia cho tan góc B. Thì hàng ngày có điền số liệu vô, này có điền số liệu vô. Hai này bấm máy tính, ở đây bạn bấm máy tính là ok nè, được chưa? Từ đây bạn bấm máy tính Casio. Bạn nào không biết bấm thì comment ở dưới, còn không các bạn thấy hai này cùng HC mà đặt làm nhân tử chung, rồi các bạn làm y chang, ok chứ bạn? Ok.